Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục có nắng sớm với nền nhiệt tăng nhanh trở lại, lên mức nhiệt từ 32 cho tới 34 độ. Tuy nhiên, thì dự báo trạng thái tạnh giáo ở miền Bắc sẽ chỉ còn duy trì trong nốt ngày hôm nay. Từ đêm nay sang đến ngày mai 29 tháng 9, vùng hội tụ gió ở khu vực Thượng Lào sẽ di chuyển và gây ra một đợt mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, thì khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến khoảng từ 30 cho tới 60mm. Cục bộ thì sẽ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo mưa sẽ kéo dài cho đến hết đêm ngày 30 tháng 9. Sau đó sang đến ngày đầu tiên của tháng 10, Bắc Bộ lại đón một đợt gió mùa đông bắc mới có cường độ khá mạnh, khiến thời tiết chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất về đêm chỉ ở mức từ 21 cho tới 22 độ. Vùng núi thì sẽ có nơi xuống dưới 20 độ. Bắt đầu từ tháng 10, không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh hơn và tiếp tục gia tăng cho tới tháng 11. Các tỉnh miền Trung trong chiều tối nay thì vẫn chỉ có mưa rào và dông ở một vài nơi, riêng với khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì sẽ có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Sang đến ngày mai, thời tiết tại toàn Trung Bộ nói chung phổ biến vẫn có nắng với mức nhiệt cao nhất vùng từ 33 cho tới 34 độ. Một vài nơi thì xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 35 cho tới 36 độ. Dự báo thời tiết lạnh tạnh giáo ở khu vực Trung Bộ thì sẽ duy trì đến hết tháng 9. Từ ngày 1 tháng 10, do tác động của khối không khí lạnh ở khu vực Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, dự báo sẽ có mưa trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ cũng sẽ có xu hướng giảm. Còn với khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều có trạng thái tạnh giáo, có nắng. Nhiệt độ tại Tây Nguyên vì thế sẽ tăng lên ngưỡng từ 29 cho tới 32 độ và ở Nam Bộ thì sẽ khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Trời nóng nhẹ, sau đó về chiều tối thì những cơn mưa xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi có dông. Do có mưa nên nhiệt độ về đêm và sáng sớm chủ yếu dao động từ 24 cho tới 27 độ đối với các tỉnh thành ở Nam Bộ và mức từ 20 cho tới 23 độ ở khu vực Tây Nguyên. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 3 cấp 4. Riêng phía đông, thời tiết mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh viêm đường hô hấp mãn tính trên gà hay còn gọi là bệnh CRD phát sinh gây hại. Bệnh CRD không có loại thuốc nào tiêu diệt hoàn toàn được mầm bệnh, thuốc chỉ có chức năng ngăn chặn bệnh phát triển. Nếu có dịch CRD xảy ra thì cần phải thực hiện các biện pháp sau đây. Đầu tiên thì bà con cần phải chú ý là vệ sinh phòng bệnh và chỉ mua gà giống từ các cơ sở giống tốt, đảm bảo chuồng nuôi thông thoáng, sạch sẽ, khô ráo, ấm về mùa đông và mát về mùa hè. Mật độ gà nuôi trong chuồng thì cần phải phù hợp, tránh nuôi quá dày. Phòng bệnh cho gà bằng vaccine. Nếu như mà có bệnh xuất hiện thì cần điều trị với một số chế phẩm như là Tylosin hay là Tiamulin để điều trị và liều lượng thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ngoài ra thì cũng nên bổ sung cho gà thuốc bổ như là P-Complex, vitamin C, điện giải hay là đường gluco. Và như thường lệ trong phần thời lượng cuối của bản tin thì sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi.